vị trong chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi tuần chương trình sẽ mang đến cho quý vị một cặp đôi tri kỷ. Họ sẽ mang đến cho chúng ta những cái mảnh ghép mà chắc chắn là Như nghĩ rằng khi mà quý vị ngồi với Như cùng trải nghiệm với họ thì sẽ phát hiện ra những điều thú vị. Có thể một cặp đôi họ sẽ không hoàn hảo, họ sẽ không hợp nhau, nhưng chắc chắn họ cùng nhìn về một phía nếu như có một vấn đề gì đó xảy ra. Thì chúng ta hãy cùng đến với một cặp đôi rất dễ thương và Như tin là hôm nay chương trình rất nhiều năng lượng. Đó là ca sĩ Thiện Nhân và ca sĩ Cao Công Nghĩa. Xin mời. Dạ, cho phép hai chị em Nhân Nghĩa xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khán giả đang xem đài, và đặc biệt là chị MC xinh đẹp Khả Như. Đó, thấy chưa, người ta vừa đẹp vừa khéo nữa. Nói gì nữa, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần xin chào. Giải Mã Tri Kỷ tuần này sẽ là sự xuất hiện của cặp đôi song ca xinh đẹp, ngọt ngào Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân, quán quân tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng mùa 1 và mùa thứ 4, học trò cưng của cặp đôi âm nhạc quyền lực Minh Vi Cẩm Ly. Họ hiểu và đồng cảm với nhau đến mức độ nào? Hãy cùng khám phá trong Giải Mã Tri Kỷ tuần này. À, đầu tiên thì cho chị Như hỏi nha, hai em nghĩ gì cái tên của nhau? Dạ, thưa chị, là trong cái suốt cái quá trình mà đi học của em á, cái tên của em thôi á, là em bị làm bảo hiểm á, sai giới tính, cứ phát ra là Nguyễn Thị Nhân, giới tính nam. Lần nào em cũng phải đổi thẻ bảo hiểm thành giới tính nữ. Hai chị em giống như là số phận như nhau á chị. Cái lần mà đau khổ nhất của mình đó là khi mà được đi Trường Sa á, mà các anh chỉ huy sắp xếp phòng cho nam riêng và nữ riêng á, thì khi mà em nghe cái tên phòng, số phòng tầng đó rồi mà khi em xuống thì lại không phải là của mình. Nhưng mà khi mà em tìm dạy nữ, nhưng mà họ sắp xếp thì tên của em là qua dạy nam. Tụi em gặp nhau ở một cái dịp nào? Tụi em rất là có duyên khi mà được xếp cặp với nhau tham gia cái cặp đôi vàng. Cặp đôi vàng mùa 1. Cái điều quan trọng đó là chương trình đó đã xe duyên hai bạn. Mà thường á, xe duyên xong một chương trình đó là xong mà thôi. Nhưng mà điều gì để kết nối hai bạn là vẫn tiếp tục là chơi với nhau? Em có duyên tham gia chung với chị Nghĩa. Rồi em tham gia 11. Em gặp chị. Chị dạy em rất là nhiều thứ. Chị với em cũng như là trên sân khấu như thế nào mà ra ngoài đời chị vẫn dạy em như vậy. Và em cũng xem chị như là một người chị gái, nên là dù có hết chương trình đi nữa, hai chị em vẫn liên lạc với nhau. Rồi ví dụ như chị ơi, em buồn quá, chị đi uống nước với em nha, chị Nghĩa chị chở em đi. Vậy hả? Chị Nghĩa lớn hơn bé Nhân bao nhiêu tuổi? Em lớn hơn bé Nhân một giáp, hai đứa cùng là tuổi Ngọ. Lớn hơn con giáp mà hả? Trời đất ơi. Dạ, người lớn. Hai chị em của em á, nói chuyện á, thì không có kiểu như là khép nép hay gì với nhau đâu. Nói chuyện với nhau rất là thoải mái. Có nhiều cái mà như là em gặp hàng ngày á, em vẫn kể cho chị nghe nhiều cái câu chuyện của hàng ngày á. Vui cũng có, buồn cũng có, em đều kể cho chị nghe hết. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà đến với chương trình á, chưa chắc họ là tri kỷ của nhau đâu. Họ có thể đến đây để nhờ chương trình là giải mã cho họ, coi là họ có phải là tri kỷ của nhau. Mà ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần thách thức. Xin mời. Trong tay của Như đang có 10 câu hỏi trắc nghiệm dành cho hai bạn. Hai bạn sẽ có 2 tấm bảng, mình ghi đáp án vào bên đó. Nếu như mà các con trả lời được 7 trên 10 thì các con sẽ thắng, dưới 7 trên 10 hai con sẽ thua. Được không? Phần thi tốt nghiệp cho hai con bắt đầu. Câu số 1: tính cách nào của Thiện Nhân mà Cao Công Nghĩa cảm thấy đáng yêu nhất? Và kết quả là 2, 3. Ghi dài quá kìa. Vẫn hiểu chính rồi. Sai kết quả nào? Rất là nhoi nhây, vô tư. Vâng, hai cái tính cách không giống nhau nha con nha. Câu số 2: tài lẻ đặc biệt của Cao Công Nghĩa là gì? Chị có tài lẻ hả ta? Em biết. Chị thấy chị cái gì chị hay ho chị ghi đi. Và kết quả là hay chọc ghẹo người khác. Khóc. Khóc đầy. Khóc đầy là khóc làm sao? Dạ là khóc đầy bất chấp luôn á. Có nghĩa là khóc
bất chấp mọi thứ hoàn cảnh xung quanh. Gọi là khóc đầy hả? Ngôn ngữ của Nhân em hiểu. Ngôn ngữ của em chỉ hiểu. À, khóc đầy nha quý vị. Khóc đầy nước mắt. Bởi vì lúc đó là cái áo, em mặc áo dài, chị khóc ướt hết cái áo dài em luôn. Em mới gọi là khóc đầy. Chị cảm thấy rối lắm. Thôi con ngủ. Em đưa lại coi. Hay chọc ghẹo người khác. Nói chung là hai cái tính cách này vô chung một người thì cũng hợp lý đó. Chọc người ta rồi khóc tại bị đập á. Tiếp theo, chủ đề chung cả hai thích trò chuyện nhất là gì? Kết quả là về bạn trai bé Nhân, chuyện thường ngày của hai chị em. Kỳ kỳ quá. Hình như là chị nói hơi bị cụ thể. Câu tiếp theo, nãy giờ mình gửi mấy câu rồi đó, sợ rồi đó. Bài hát đầu tiên cả hai thể hiện song ca tên gì? Đầu tiên nha. Kết quả, Mưa Trên Quê Hương. Trời, bài này hay lắm á, lát nữa hát cho chị nghe nha. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Tiếp theo, Thiện Nhân đạt giải quán quân giọng hát Việt Nhí năm nào? Kết quả, 2014. Tuyệt vời. Hay ho đó. Câu tiếp theo, tiết mục nào trong cặp đôi vàng mùa 1 mà cả hai thích nhất? Kết quả, duyên phận dùng lá me bay, vợ chồng làm biến thơ sự. Đúng có tính cách của em phải không? Trong cặp đôi vàng mùa All Star, tiết mục nào khiến cả hai vất vả nhất? Kết quả là sao em thấy cái tập nào cũng vất vả đó chị ơi. Hóa Thân Hồ Ly, Lý Thầy Tư, tập 11. Tuyệt vời. Hai nữa rồi. Thần tượng mà cả hai cùng quý mến. Kết quả là cô Ly, I love Ly hả? Dạ, lớp vô trái tim á chị. Nè, lại là em, Thiện Nhân. Cô giáo dạy nè. Cao Công Nghĩa thường đánh son màu gì khi gặp Thiện Nhân? Và kết quả là la 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 la. Hồng nhạt. Da màu mà em thấy là không. Da màu mà con thấy không? Chị thông cảm nó mù màu. Tiếp tục, câu số 10, món ăn nào mà cả hai thích nhất? Đi ăn, ví dụ như mà mình thích nhất thì chỉ có mình đi quay và mới ăn chung nhiều nhau nhiều đúng không? Và cái món mà em thích nhất mỗi lần mà em xin chị. Kết quả là này mà không đúng nữa đi. Bánh bông lan, trứng muối, bánh bông lan, trứng muối. Wow, đó cũng là món chị Như thích. Vậy là chúc mừng các em đã trải qua 10 câu hỏi với đáp án là trả lời được 4 trên 10. Thật sự rất là tuyệt vời. Và hình phạt dành cho hai em rất là đơn giản thôi. Hình phạt thì giống như phần thưởng của hai em tại nó quá đơn giản. Và nó cũng là phần thưởng dành cho quý vị khán giả. Và sau đây hãy xem cặp đôi này thể hiện như thế nào nha. Xin mời.
chiều nay mưa vẫn trút buồn buồn ơi, bên tánh cà phê ai đưa gửi hết tâm tình, chung vui nỗi niềm quê miền Trung đầy. Ở cái góc soi mói này á, thường thì sẽ hỏi những câu hỏi giống như là cái điểm hài lòng hay không hài lòng. Thôi bây giờ hai đứa tự khai đi. Khi mà mình làm việc với nhau, cái điều gì mà mình làm cảm thấy trời ơi tức quá chắc nghỉ chơi không? Em hài lòng về chị á, còn nếu mà nói không hài lòng thì em không có. Em chỉ cảm thấy buồn khi mà chị khóc ướt cái tay áo của em thôi. Cái chủ đề đó là chủ đề rất thanh lắm. Nó bỏ dài mới đi em. Không chị, nhưng mà thiệt á là mình khóc thì mình khóc từ từ thôi, mình còn... Trời ơi, đó người ta ghim tới bây giờ. Nhưng mà nếu mà cho Nhân chọn một cái tính cách nào đó của Nghĩa mà Nhân nói với Nghĩa là chị cái tính này là không được đâu, chị là chị như vậy chị sẽ làm mít lòng hay gì đó, thì đó là cái tính gì mà em cần khuyên ở Nghĩa? Chị Nghĩa có nhiều lúc chị Nghĩa hơi thẳng tính. Thấy một cái chuyện gì đó không hài lòng thì chị cũng có hơi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài là ừ, chị không thích hay là chị khó chịu một cái chuyện gì đó. Mình có thể kìm cảm xúc mình lại không một chút xíu nữa là mọi chuyện sẽ ok. Đó là cái tính nóng, hơi thẳng tính chị mà nóng tính nữa hả? Chơi với cô bé này có thấy cô hơi điềm tính không? Không có đâu chị ơi, ngồi đây vậy thôi. Chắc là thử lát nữa, ví dụ như mà vô trong hậu trường ha, hay là gặp chúng gọi là tần số, bắt chúng tần số là thôi luôn, chỉ còn không nhận ra thiện nhân đâu, quậy lắm luôn. Nhưng mà khi mà xảy ra một cái chuyện gì đó mà không hài lòng thì cô ta phản ứng như nào? Thì thường thường thì đúng là mọi người cũng nói em là nóng tính. Nóng tách, vậy còn thiện nhân? Mỗi lần mấy nhân không hài lòng gì là chạy vô đầu tiên là chị ơi, em thấy vậy 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 đó, em thấy không có được vui lắm chẳng hạn như vậy. Thế chị nói thế thôi, rồi xong hai chị em rồi cũng lo việc này việc kia rồi cũng quên đi cái chuyện đó. Họ là cố kìm mình để cho không có nhớ tới cái việc đó nữa. Hai người bạn mà cùng chung một lĩnh vực, có bao giờ nó xảy ra cái chuyện mà mình đố kỵ với nhau? Cảm thấy con bé này nó giỏi, mình phải cố gắng hơn không? Cái đó thì có, hai chị em đều nhìn thấu cái khả năng của nhau, là ai
tiến bộ từng ngày ra sao đều thấy rõ hết. Cho nên là cả hai, chính vì như vậy cho nên hai đứa đều phải bản thân tự đốc thúc mình cũng như là đốc thúc nhau. Tại vì tụi em đó là thi cặp đôi vàng, thành ra nếu như mà một trong hai đứng lại không có cố gắng thì cái công sức của cái người bạn diễn của mình cũng gọi là đổ sông đổ biển. Thành ra là hai chị em lúc nào cũng động viên, phấn đấu, hối thúc nhau cái việc mà nghe bài vở, tập tành, không có để cho bản thân mình ảnh hưởng đến người bạn diễn cũng như là ngược lại. Với lại nữa là hai đứa tụi em đó là không biết là do thân quá hay là không biết là do chị em đã là chị em cho nên là phải nhường nhịn nhau, đối phương nhường nhịn đối phương hay sao á. Hai đứa lúc nào trước khi thi và sau khi thi cũng đều ôm nhau, xong là hôm nay em làm tốt hay là hôm sau là bệnh nhân có bị trịch rộng chút xíu thì bệnh nhân lại ôm ngược lại chị ơi hôm nay chị làm tốt như vậy á, chứ không có nặng nhẹ hay là kiểu như em mắc lỗi thì chị động viên, còn chị mắc lỗi thì em động viên ngược lại. Thế thì trong cuộc sống hai bạn có chia sẻ với nhau nhiều không? Thì em chỉ chia sẻ với chị những cái mà trong ngày em gặp á, em đi học bạn bè em như thế nào trong ngày hôm đó. Có nhiều lúc thì em nhớ ba nhớ mẹ thì em cũng có nói với chị là em nhớ ba nhớ mẹ, chị có giống như em không? Mỗi lần mà nhắc tới cái chủ đề ba mẹ hay gia đình là hai chị em á là chị ơi em nhớ nhà hay là em muốn về quê thì á hả, cô chị biết nhìn qua cô em rồi. Dỗ dai nói rồi. Cố gắng rồi cũng được về thôi. Cố gắng rồi chúng ta sẽ ổn. Dạ. Nói chung là mình thành công là cũng là một dạng, một cái hình thức báo hiếu cho ba mẹ. Và quý vị khán giả ơi, chúng ta sẽ cùng đến với phần dành cho quý vị nha. Hãy cùng đến với phần giao lưu khán giả. Câu hỏi của khán giả dành cho chị Cao Công Nghĩa là thiện nhân trên sân khấu hơi rụt rè, vẻ mặt hơi buồn. Em muốn hỏi chị Cao Công Nghĩa, đó có phải là con người thật của thiện nhân không? Chị Nghĩa có thể kể cho khán giả yêu thích Nhân được biết không? Nhân lúc nào lên sân khấu cũng e dè, rụt rè, mặt rất là buồn. Mỗi lần mà em muốn lấy cảm xúc là em nhìn mắt Nhân là rõ ràng mắt Nhân rất là buồn. Cho nên là em mà không mà chị có khóc là do em á. Mà nó vừa bước xuống sân khấu thôi chị, chưa kịp thả giày luôn á, nó vừa bước xuống thôi nó cứ như vậy á chị. Rồi vô trong phòng hậu trường thì thôi rồi luôn á. Nó nói giống như là trước khi thi thì không dám nói nhiều sợ mất giọng, nhưng mà sau khi thi xong rồi thì thôi á, chuyện trên trời dưới đất, chuyện thiên hạ thiên địa gì là Nhân không tha một câu chuyện nào. Vậy là bên ngoài là một cô nàng tăng động vậy, tại sao lên sân khấu vậy vậy? Dạ đó cũng là thói quen của em, nhưng mà cũng đó cũng là bản tính thật sự của em. Bên ngoài em có thể là nho nho gì, bởi vì đâu mình không có thể là mà lúc nào cũng phải giác cái hết diễn hết rồi mình phải buồn được. Xuống sân khấu phải biết hòa đồng chung với mọi người, cũng phải biết vui vẻ chứ. Tại vì mình lỡ chọn dòng nhạc buồn hoài đúng không? Yeah, đâu phải là cứ mặt mình buồn là xuống. Đúng rồi, vậy ai chơi mình? Đúng rồi. Câu tiếp theo, thiện nhân và Cao Công Nghĩa có những điểm chung gì trong âm nhạc và cuộc sống? Em nghĩ điểm chung là cả em và chị đều thích dòng nhạc bolero, cho nên mình mới đến với nhau đúng không em? Đơn giản vậy thôi. Dạ. Cái dòng nhạc bolero mà mấy cô gái mà thích đó, đa phần là những cô gái rất là tự sự, mang nhiều tâm trạng. Và hai cô nàng này tìm được cái sự đồng điệu đó thì chắc chắn trong cuộc sống họ phải hẹn nhau đi ăn, đi hát bolero thôi. Câu tiếp theo, Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa có tham gia cặp đôi vàng mùa 1 và mùa 4. Thế khi kết hợp với nhau, hai em có xảy ra khó khăn gì? Hai em chiến thắng những khó khăn đó ra sao? Cái quãng đường mà mình tham gia cái game show cặp đôi vàng mùa 4 nó rất là khác so với lại cặp đôi vàng mùa 1. Tại vì mùa 1 thì hai đứa chủ yếu là hát, chỉ có đứng hát là nhiều. Nhưng mà còn đến mùa 4 thì mở rộng ra thêm về phần diễn, phần này, phần kia. Thành ra tụi em trải qua mỗi một tập là mỗi một lần khó khăn và vất vả, thậm chí là rất là mệt mỏi. Đối với em thì mùa 1 em tham gia nó rất là đơn giản. Thực sự bây giờ em nhìn lại đơn giản vô cùng. Còn mùa 4 em tham gia vừa rồi thì em cũng tự cảm nhận được là mình khác hơn lúc mình trước nhiều. Mình tiến bộ hơn rất nhiều. Dạ đúng rồi. Lúc trước em lên sân khấu em không hề biết diễn luôn. Em cứng đơ như một cái khúc gỗ luôn á. Còn bây giờ thì em biết diễn, rồi em biết xử lý trên sân khấu, rồi nhiều thứ nữa. Em cảm thấy như là nhờ cuộc thi mà em biết là mình có thể làm được những gì mà mình không dám nghĩ tới. Rồi cái lúc mà khó khăn nhất, cái lúc mà tưởng chừng như mình làm không được thì hai đứa làm gì nhau? Em khóc xong rồi em mới suy nghĩ tại sao mình không làm được. Mình cố gắng đi,
nếu mình cố gắng mà mình không làm được thì lúc đó thì mới buồn. Bây giờ không cố gắng mà buồn thì cũng như vậy thôi. Và câu hỏi tiếp theo đó là hai em có những kỷ niệm nào thật vui khi tham gia chương trình Cặp Đôi Vàng? Mùa một sao? Lúc đó em là em đã hóa trang nhân vật của mình xong rồi. Thì em mới buồn ngủ quá. Em kêu thôi bây giờ tới lượt chị thì chị làm gì làm đi nha. Em mở đó rồi cho em ngủ đi. Xong tới lúc em bật dậy em kêu ủa ai vậy? Ủa sao chị làm như vậy? Trời ơi lúc đó nhìn mặt chị á, y như cái câu của chú Hưng nói là trời ơi nó xới xuống mà nó diêm dúa vô cùng. Em nhìn em không nhìn ra chị luôn, cái miệng của chị dễ yeah, sợ thiệt á. Em hết hồn luôn, em không tin là chị Nghĩa luôn á. Tại vì khi đó là phải hóa trang thành một hai cái nhân vật nó khác xa với cái hình ảnh mà trước đó hai đứa đã từng hóa thân. Cô gái này thì hóa thân thành một người đàn ông say xỉn mà nó mới ngủ dậy á chị, xong nó ra nó cầm cái vò rượu nó bước lên sân khấu, nó chưa tỉnh ngủ y luôn á, thần thánh y luôn. Còn em á là sau khi nó ngủ dậy xong rồi nó phát hiện ra em một khuôn mặt khác. À, vậy là cái kỷ niệm và vui nhất của chương trình đó là chúng ta không nhận ra đồng đội của mình. Tới đây là kể là chuyện vui, mà ít khi nào kể chuyện buồn lắm. Nhưng mà Như biết, Như đã từng trải qua những cuộc thi đồng hành cùng nhiều người bạn của mình với nhiều vai trò khác nhau. Như biết là khi mà thi với nhau nhiều cảm xúc, nó có khi là những cái cảm xúc mà bất chợt đến mà nó buồn bực, nó cùng cực, khốn đốn với nhau. Và những lần đó chúng ta vượt qua bằng cách đó là thôi ráng để vòng thi tiếp theo và chúng ta bỏ sót những cái lời cảm ơn và xin lỗi. Thì đây chậm lại một chút xíu, ngồi với nhau một chút xíu, 5 phút thôi để mà có thể nói với nhau về những cảm xúc đã trải qua. Thì hãy cùng Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân đến với phần cảm ơn và xin lỗi nha. Qua chương trình thì em cũng muốn gửi tới chị, người chị mà đã cùng em đi suốt chặng đường từ cặp đôi vàng mùa đầu tiên cho tới cặp đôi vàng mùa thứ tư. Từng ngày em cảm nhận như là em được chị quan tâm nhiều hơn, chị hiểu em nhiều hơn. Chị dạy em rất nhiều thứ, từ trên sân khấu, từ ngoài đời. Rồi nhiều lúc bản thân em cảm thấy như là em sắp không có thể nào mà đi tiếp được nữa. Chị luôn là người tới vỗ vai hoặc là xoa đầu, nói với em một câu nè: không sao đâu, em cứ cố gắng đi, em cố gắng thêm một tí xíu nữa là sẽ được. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Và em cũng cảm ơn chương trình Cặp Đôi Vàng đã cho em được gặp chị. Lời xin lỗi thì em xin lỗi chị, bởi vì em nhiều lúc em còn ham chơi, chưa suy nghĩ tới được. Vậy lúc cái sự hời hợt của em trong công việc á, nó khiến chị phải buồn, chị phải lo lắng cho em nhiều. Nhưng mà em hứa với chị là từ nay về sau em sẽ chú tâm vào công việc của mình hơn, để chị không phải lo lắng và buồn về em gì nữa. Cảm ơn bé Nhân. Thật sự mà nói là chị cảm ơn em. Tại vì có lẽ là trong cuộc đời của mỗi người, để tìm được một người bạn, một người bạn diễn, một người bạn tri kỷ, để cùng với nhau đi một chặng đường khá dài, thì thực sự đó là một cái hạnh phúc đối với chị. Nếu không có cuộc thi Cặp Đôi Vàng, chúng ta không gặp nhau. Và để cùng nhau cố gắng đạt được những cái gì mà tốt nhất để gia đình tự hào, thì hai chị em đã cố gắng rất là nhiều. Những cái gì mà hai chị em đã trong thời gian mình tiếp xúc, mình còn có nhiều cái những cái lúc mà buồn về nhau, chưa hiểu nhau, hay là có đôi chỗ mình chưa có tìm được cái điểm chung. Và sau những cái điều đó thì chị cảm thấy là thương em hơn. Thành ra có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải cố gắng lên. Chị thì chị không có biết nói động viên em nhiều, chỉ là mỗi lần mà em có gặp chuyện gì thì cũng chỉ là cố lên. Một lần nữa xin lỗi vì có nhiều lúc chị thì chị có hơi bị nóng tánh ha. Thì qua đó, đặc biệt và quan trọng hơn đó là cảm ơn em. Cảm ơn bé Nhân rất nhiều. Cảm ơn bé Nhân mới có Nhân Nghĩa đúng không? Ôm như trước giờ đã từng ôm. Lần nào trước khi bước lên sân khấu và sau khi lên sân khấu cũng sẽ ôm. Em biết là chị có rất nhiều cái
tâm sự trong lòng. Em hiểu. Và em cũng muốn nói là gì? Chị ơi, cố lên. Mọi người luôn ở phía sau chị, cũng như là gia đình chị và có em nữa. Thiệt á, trong giờ phút này tôi như người thứ ba vậy đó. Nhưng không quan trọng, tôi là nhân chứng sống cho tình cảm của hai người. Và tôi chính thức công nhận hai bạn là tri kỷ của nhau. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Đây là món quà của chương trình Giải Mã Tri Kỷ gửi tặng đến hai người. Cảm ơn chị cũng như là tất cả các cô chú khán giả đang đón xem chương trình suốt thời gian qua đã yêu thương em và chị Nghĩa, cũng như là đồng hành với hai chị em trong suốt chặng đường vừa qua. Có những cái sai sót trên sân khấu mà mọi người vẫn đón nhận và vẫn theo dõi hai chị em như tới bây giờ. Và mong là sau này nữa sẽ luôn đồng hành ủng hộ cho Nhân Nghĩa trong quãng đường sắp tới. Chia sẻ đầy cảm xúc rồi, một lần nữa cảm ơn Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân đã đến với chương trình. Khá Như xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện, được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình Giải Mã Tri Kỷ của chúng tôi xin được chào đón ca sĩ Đinh Ứng Phi Trường và vợ của anh ta, đó là bạn Thu Hương. Anh hát cái bài đó nên là em có ấn tượng với anh, và nên em cũng để ý anh. Đó là em thích anh, em thích anh từ cái bài hát đó, mà cùng là ca sĩ với nhau. Gọi là rất là nguy hiểm rồi thì mới cãi nhau, còn đâu bình thường không bao giờ cãi nhau cả. Và cho đến bây giờ hai vợ chồng vẫn không bao giờ cãi nhau.